Giới thiệu cho bạn chiếc vòi LFV5002S các bạn. LFV5002S. Đấy. Đầu chống bắn nước. LFV5002S. Comment chống bắn bẩn. À có cái chống hàng giả đấy. Đem điện tử. Rất là nhẹ nhàng. Chiếc vòi này vòi nóng lạnh nha các bạn nhé. Đây cũng có kéo xả dập được. Đây ạ. Nó kết hợp được với cái chặn nước đây kìa. Đây. Các bạn quan tâm đến sản phẩm này liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này thôi các bạn nhé. Chiếc vòi khi giao cho các bạn là gồm có dây cấp nước nóng lạnh và hai dây cấp nước và bộ chặn nước đây ạ. Bộ chặn nước. Các bạn hãy liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại dưới video này nhé, hoặc là vào trang tdm.vn để biết thêm chi tiết về chiếc vòi này thì các bạn nhé. Cảm ơn các bạn.